Hello anh em, hôm nay trước mặt anh em đây là sản phẩm xe điện ba bánh Super. Thì cái đối tượng sử dụng cho những cái chiếc xe này là người già, người khuyết tật, hoặc chúng ta có thể là kém di chuyển trên những cái con xe máy vì khiêm tốn về chiều cao. Thì trước mặt anh em đây là sản phẩm xe điện ba bánh Super 2023, có mức giá là 19.500.000. Xe sẽ được trang bị một cái thiết kế theo kiểu đầu xe máy ấy, và có phanh tay phanh chân đều đầy đủ. Giá thành của chiếc xe là 19.500.000 nhá. Xe sẽ được trang bị động cơ 800W và làm mát bằng quạt gió. Đấy, những cái chiếc xe này sẽ được làm mát bằng quạt gió thôi. Động cơ 800W của anh em sẽ rất là êm và mượt và khỏe. Chiếc xe này có mức độ chạy đâu đó tối đa đến 43 km/h hoặc 45 km/h. Và chiếc xe này thì sẽ có điều khiển từ xa, chống trộm các thứ đầy đủ hết. Đèn còi xi nhan đều chạy bằng đèn led hết đây ạ. Đấy, đèn led rất là sáng, có đèn pha, đèn cốt. Đấy, đây, đèn này là đèn định vị ban ngày không thể tắt được nhá. Rồi, bánh xe sẽ được sử dụng bánh 300/10, lốp là lốp không xăm. Và chiếc xe này thì theo như anh em thấy trên video này của Đức thì chúng ta sẽ có 3 màu thông dụng nhất: đỏ, đen và xám. Đấy, chạy cầu vi sai, quãng đường di chuyển đâu đó lên đến 80-100 km cho một lần sạc nhé. Và trên thân chiếc xe này sẽ có tem Super. Đấy, và có số 98 ở kia. Đấy, anh em có thể thấy. Đấy, rất là sắc nét và đẹp nhé. Số 98 coi như là một số thần tài đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy, Super bản 2023. Đấy, phanh thì chúng ta sẽ chỉ được sử dụng là phanh cơ thay vì phải phanh đĩa. Đấy. Rồi, anh ơi, nhấc bánh lên. Phía đằng sau này của chiếc xe sẽ được trang bị chống đổ và động cơ làm mát bằng quạt gió đây, 800W nha anh em nhá. Đấy, quay bánh đi. Đấy, đây là trạng thái chạy cầu V-side này. Đấy, rồi, chạy cực kỳ khỏe và êm. Anh cầm chiếc xe thì chúng ta có phanh chân này, hoặc hai phanh tay này, số tiền số lùi đều đầy đủ này. Có nút B khóa toàn trẻ con nữa nhá. Và có tốc độ nhanh chậm HML hay là còn gọi số 123 sẽ hiển thị trên màn hình điện tử. Và có một bộ chống trộm. Đi xe không cần chìa khóa. Đấy. Đấy, rồi. Có nút đèn cảnh báo. Sợi. Trên chiếc xe này cũng có rất là nhiều chi tiết phản quang. Rồi, ok. Thì theo anh em, với cái mức giá 19.500.000, chúng ta sẽ có một số chi tiết trên cái bản xe điện ba bánh Super cho năm 2023 như thế đã ổn chưa ạ? Chỉ có 19.500.000 thôi nhé. Khả năng giá này của nhà mình là cân cả thị trường, vì nhà mình rất là nhiều mẫu mã hàng hóa nên là bán nhanh nhanh cho các bác tí. Rồi, giá đấy thì nhà mình sẽ bao gồm miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhé, và 5 bình ắc quy luôn. Rồi, giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video khác của Đức Maro nhé.